Điểm và Trương Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình Quá Lạ Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ năm ngày 22 tháng 12 với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Ngân hàng Thế giới hứa tiếp tục trợ giúp Việt Nam. Trung Quốc kêu gọi Việt Nam cải thiện mối quan hệ song phương. Kính thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới cam kết tiếp tục trợ giúp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi thành quốc gia có thu nhập trung bình. Ban giám đốc điều hành của nhóm Ngân hàng Thế giới thảo luận về chiến lược đối tác quốc gia Việt Nam cho giai đoạn 2012-2016 và phê duyệt các hoạt động đầu tiên theo chiến lược này, tuyên bố như vừa nêu vào hôm thứ tư. Chiến lược đối tác quốc gia của Ngân hàng Thế giới giúp Việt Nam giải quyết những khó khăn về ổn định vĩ mô, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế, giải quyết các vấn đề về nguồn tài nguyên thiên nhiên, xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa và giúp chính phủ Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm tới. Kể từ năm 1993 cho đến nay, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ Việt Nam được gần 14 tỷ đô la dưới các dạng trợ cấp vốn và nợ tín dụng để xóa đói giảm nghèo và duy trì sự phát triển. Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cải thiện tốt hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam và cho rằng hai quốc gia cần giải quyết thỏa đáng những khác biệt và nỗ lực hơn nữa để xây dựng lòng tin. Phó chủ tịch nhà nước Trung Quốc đưa ra lời kêu gọi này lúc đến Việt Nam ngày hôm qua ông cũng cho rằng hai nước nên tăng cường đối thoại xây dựng niềm tin và duy trì sự ổn định toàn diện tuy nhiên tin reuters đánh đi từ hà nội cho biết vấn đề biển đông lại không được đề cập tới phía trung quốc cũng tìm cách hạ nhiệt vấn đề biển đông vì nhiều quốc gia ở vùng tranh chấp đều lo ngại trước thái độ hung hăng hiếu chiến của trung quốc Xin được nhắc lại, ngoài Trung Quốc và Việt Nam thì cả Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn phần trên vùng biển Đông nơi có nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào. Lạm phát quay trở lại Việt Nam trong tháng cuối năm. Theo Cục thống kê Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số giá tiêu dùng CPI ở hai thành phố lớn lần lượt tăng 0,61% và 0,73% trong tháng 12. Nguyên nhân chính là do giá thực phẩm và các dịch vụ liên quan đến ăn, mặc, đi lại đều tăng. Như vậy, so với năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội tăng 17,98% và thành phố Hồ Chí Minh tăng 15,86%. Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến cho chỉ số giá tiêu dùng tháng này tăng lên là do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung khiến giá gạo tăng, cũng như nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết nguyên đáng sắp tới. Philippines muốn mua phi cơ chiến đấu F-16 cũ của Hoa Kỳ như một phần trong nỗ lực tăng cường quốc phòng. Thông tin này mới được Ngoại trưởng Albert Rosario đưa ra ngày hôm qua. Ngoại trưởng Philippines cho biết Philippines tụt hậu về quốc phòng, vì thế phi cơ chiến đấu sẽ nằm trong danh sách mua sắm, nhất là sau khi quốc gia này mới mua một tàu tuần duyên cũ nhưng hiện đại của Hoa Kỳ hồi đầu năm nay và có kế hoạch mua thêm hai tàu cùng loại nữa. Ngoại trưởng Rosario cho biết cơ hội mua F-16 là khá cao và khi mua phi cơ đời cũ, Philippines còn phải chi trả tiền bảo dưỡng, sửa sang và đào tạo phi công. Philippines có lực lượng quân đội được trang bị kém nhất ở châu Á. Họ đã ngưng sử dụng phi cơ chiến đấu lần cuối hồi năm 2005. Những người sống sót sau trận lũ lụt tại Philippines đang phải đối mặt với nguy cơ dịch tả và thương hàng. Con số tử vong có thể lên đến hơn 1.000 người. 44.000 người chạy lánh nạn cơn bão Washi đổ bộ vào các tỉnh miền Nam Philippines hồi cuối tuần rồi, hiện đang sống trong những lều tạm không đủ vệ sinh, được xem là mầm móng cho dịch bệnh. Giám đốc cơ quan phòng vệ dân sự Ramos cho biết con số tử vong đã lên đến 1.010 người và có thể còn lên cao hơn nữa vì có nhiều nạn nhân bị cuốn ra biển và xác chết của họ nổi lên cách đó hàng trăm cây số, giờ thì vẫn còn đến 46 người mất tích. Bộ Y tế Philippines cảnh báo, với điều kiện vệ sinh hiện nay thì trong tuần tới những dịch bệnh như tiêu chảy, thương hàn, viêm gan và bệnh lị rất có thể xảy ra. Và thưa quý vị, các lò phản ứng hạt nhân Fukushima bị sóng thần phá hủy tại Nhật Bản hồi đầu năm nay phải mất đến 40 năm mới dỡ bỏ được, còn nhiên liệu nguyên tử bị nung chảy thì sẽ còn lưu lại đó đến 25 năm. Theo lịch trình, các kỹ sư của nhà máy điện Tokyo Tapco sẽ phải mất đến 10 năm nữa chỉ để tìm cách thu dọn lượng nhiên liệu mà đã bị ăn mòn qua các bể chứa ngăn cách. Theo ước tính, chính phủ Nhật Bản phải chi ra ít nhất là 1.15 ngàn tỷ yên, tương đương với gần 15 tỷ đô la chỉ riêng cho phần việc thu dọn và dỡ bỏ. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa tiếng net nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ ácheo info Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese rfa org Diễm thi và Chân Như xin kính chào tạm biệt.